Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ thì lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng tới toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị, quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người luôn có thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đến với những thông tin mới nhất ngày hôm nay, Vượng Hạnh xin được cập nhật tới toàn thể quý vị và các bạn một số cái thông tin tiếp tục liên quan tới đàn gà con, anh Mạnh Quỳnh cũng như ekip quản lý như quý vị. Thì đầu tiên, Vượng Hạnh xin được cập nhật tới toàn thể các quý vị và các bạn những cái thông tin đầu tiên liên quan tới anh Mạnh Quỳnh. Trong cái thời gian này thì có rất là nhiều những cái câu chuyện, có rất là nhiều những cái mà để cho anh Mạnh Quỳnh rất là phiền lòng thưa quý vị. Nhưng không phải vì đó mà Mạnh Quỳnh có thể bỏ bẵng công việc hay là quên đi những cái công việc của mình thưa mọi người. Nhưng ngày hôm qua Vượng Hạnh đã đăng tải một số cái thông tin là anh Mạnh Quỳnh đã đăng tải tất cả các cái lịch trình, những cái live show mới của anh Mạnh Quỳnh. Nhưng đặc biệt hơn ở đây là anh Mạnh Quỳnh sẽ về tại Hà Nội, tức là anh cũng ghi rõ là riêng show Người Tình Ba vào ngày 20 tháng 10 tại Hà Nội đã chính thức bán vé. Thì kính thưa quý vị, cái show Người Tình Ba này sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 10 tại Hà Nội, thì hiện tại cũng đã chính thức là bán vé để cho mọi người tiện theo dõi, cũng như là để cho mọi người có thể đến để xem, để ủng hộ cho Mạnh Quỳnh nha quý vị. Những cái trong cái thời gian này thì có rất nhiều những cái câu chuyện, có quá nhiều những cái để khiến cho Mạnh Quỳnh buồn lòng. Nhưng cái việc ở đây là Vượng Hạnh cũng thấy rằng có rất là nhiều những cái bình luận trái chiều khiến cho anh Mạnh Quỳnh cũng cảm thấy buồn lòng thưa quý vị. Bởi lẽ Mạnh Quỳnh trong thời gian mà từ ngày nhận các con về để mà làm con nuôi như Tuyết Nhung và Thiên Ngân, để dạy dỗ cho các con, thì quá nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra. Thì mong quý vị chúng ta hoan hỷ, rồi tất cả chúng ta hãy ủng hộ cho Mạnh Quỳnh để tiếp tục anh Mạnh Quỳnh làm cái công việc mà giúp đỡ cho các con của mình. Thì đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay Vượng Hạnh muốn cập nhật qua, đó là về anh Mạnh Quỳnh, để cho các quý vị có thể nắm được, để chúng ta biết được cái live show Người Tình Ba sẽ diễn ra tại Hà Nội nha quý vị. Còn cái thông tin thứ hai đó là liên quan tới Tuyết Nhung, em ấy cũng đã đăng tải một số cái thông tin lên trang cá nhân của mình. Sau đây thì mình sẽ cập nhật cho tất cả các quý vị chúng ta cùng biết nha. Có chị, có em, nhìn lại chị em luôn luôn khoác tay nhau để chơi trò chơi ở các gian hàng. Nhìn thấy thương gì đâu, lần đầu có dịp tham gia hành trình Trái Tim Xanh, chia sẻ cùng với anh chị ca đoàn giới trẻ gửi trao quà cho các em tại huyện Chư Sê, Hơ Bông, Gia Lai. Chuyến đi có rất là nhiều những cái sự trải nghiệm thú vị vô cùng. Các anh chị có một lịch trình rất chuyên nghiệp và những việc làm ý nghĩa, vì anh chị đã làm việc này ở các vùng khác nhau rất nhiều và đã hoạt động lâu rồi. Nhưng nay là lần đầu tiên các anh chị về vùng Chư Sê. Thật tuyệt vời khi được cùng anh chị và mọi người trải nghiệm cùng tất cả mọi người để chia sẻ lan tỏa đến các em vùng sâu vùng xa. Thương các em rất nhiều, đáng yêu lắm. Thì các quý vị có thể biết là đây là một cái chương trình Trái Tim Xanh mà bé Tuyết Nhung hiện tại đã cùng với các anh, các chị của mình đến tại những cái vùng sâu, vùng xa để mà làm những cái việc thiện nguyện, để giúp đỡ cho những cái mảnh đời bất hạnh. Thật sự đây là một trong những cái việc làm đầy ý nghĩa và rất là cái hành động thật sự là đáng để mà chúng ta có thể ủng hộ cho các bé thật nhiều quý vị nhé. Thì bé Tuyết Nhung cũng nói rằng đây là lần đầu tiên và đi cùng với hội của các anh chị là hội Trái Tim Xanh. Mong các quý vị chúng ta hãy ủng hộ thật nhiều cho bé Tuyết Nhung nha mọi người, để các bé có thêm những cái động lực để mà đi ủng hộ những cái vùng sâu vùng xa, những cái mảnh đời mà còn khó khăn, còn bất hạnh. Thì Trường Sang mới đây cũng đã chia sẻ cái bài viết lễ đại tường mà Vượng Hạnh nói cách đây 1-2 ngày đó quý vị. Tức là lễ đại tường cố ca sĩ Phi Nhung pháp danh Tịnh Bình sẽ diễn ra vào ngày 2, ngày 3 tháng 9 năm 2023, tức là vào ngày 18-19 tháng 7 Quý Mão tại chùa Pháp Lạc.
xã Bù Nho, huyện Phú Giềng, tỉnh Bình Phước. Thì quý vị có thể vào xem để mà tất cả chúng ta ai muốn đi coi thì chúng ta có thể ủng hộ nhé. Và Trường Sang cũng đã đăng tải những cái show mới của mình, thì sau đây mình sẽ cập nhật cho tất cả quý vị cùng nghe. Trường Sang xin được cập nhật những show diễn sắp tới đây ạ. Tại hai nơi, thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cặp đôi Bão Táp lần này lại được dịp phục vụ cho khán thính giả thủ đô rồi. Thì cái show Mùa Thu Vàng có Trường Sang và Tuyết Nhung thì vào 25 tháng 8, rạp Đại Nam, 89 phố Huế, Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đó, lúc thời gian thì vào lúc 20 giờ nha quý vị. Khách mời là Phan Anh và Trường Kiều Nhị, Trường Kiều Nghị và Trường Huy thưa quý vị. Giá vé là 500.000 đến 800 đến 1.2 triệu và 1.5 triệu. Thì số điện thoại là 0839 329 188, 0839 811 288. Đây là cái show mà tại Hai Bà Trưng Hà Nội, tức là tại 89 phố Huế, Ngô Thị Nhậm nha quý vị, Hai Bà Trưng Hà Nội. Thì các quý vị có thể là nghe cái số điện thoại rồi mọi người có thể trực tiếp mọi người liên hệ nhé. Và cái show thứ hai gồm có, tức là show thứ hai là Đời Không Như Là Mơ, gồm có Hương Lan này vào thứ sáu đó thưa quý vị. Có Hương Lan này, Trường Sang, tức là quán quân solo cùng với Boreno năm 2020, và Như Ý, quán quân solo cùng Boreno năm 2018, Tuyệt Đỉnh Song Ca. Thì đây là tất cả mọi người có thể nắm được để tất cả quý vị có thể là đặt vé cũng như là ủng hộ cho Trường Sang và Tuyết Nhung, cặp đôi mà được các quý vị yêu thương nhiều nhất. Tất cả mọi người thì ai cũng vậy thôi, làm cái gì cũng cần phải có cái ủng hộ của quý vị khán giả. Trong cái thời gian này thì Trường Sang với Tuyết Nhung đang là một trong những cái tâm điểm mà khán thính giả trong và ngoài nước đang tập trung cũng như là yêu thương nhiều nhất. Thì mong tất cả các quý vị chúng ta có thể là đặt vé để mà ủng hộ cho Trường Sang và Tuyết Nhung. Tới đây các em ấy sẽ cho ra những sản phẩm hay nhất để mà cống hiến cho các quý vị khán giả. Vì cái đợt này là Trường Sang và Tuyết Nhung thì sẽ về Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, còn bé Thiên Ngân với Juno thì lại tại cái show 19 tháng 8 ở Hồ Mây nha quý vị. Thì các bé không có diễn chung với nhau, nhưng cái tình cảm lúc nào cũng dạt dào, yêu thương và lúc nào cũng đoàn kết để mà sau này sẽ cống hiến cho tất cả quý vị khán giả. Sẽ có nhiều những cái live show mới, có nhiều những cái chương trình diễn ra nhiều hơn nữa để cống hiến đến quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, thì trước show của các bé thì thật sự cái gì cũng vậy, anh Mạnh Quỳnh lúc nào cũng luôn luôn sát sao để mà ủng hộ với lại động viên cho các con, dạy bảo cho các con thêm nhiều những cái kinh nghiệm của mình để mà cho các con sẽ diễn thật tốt trong cái tương lai này. Và cái thông tin thứ ba ở đây mà Vượng Hạnh muốn nói đến, vì cái thông tin thứ ba này liên quan tới quản lý Diễm Phạm, thì quản lý Diễm Phạm đang cũng phát trực tiếp trên cái kênh Bút Hay Chay, đã phát trực tiếp thì các quý vị có thể vào cái trang Bút Hay Chay này để chúng ta xem, để chúng ta ủng hộ cho quản lý Diễm Phạm nha mọi người. Bởi vì quản lý Diễm Phạm thật sự là một cái người mà thật tuyệt vời, là tuyệt vời nhất hiện nay, để mà sát sao giúp đỡ cho các con rất nhiều. Và Bút Hay Chay cũng có đăng tải là hoan hỷ phục vụ cơm cho quý sư và quý Phật tử tại chùa Di Đà, Củ Chi. Đó thì đây là một cái công việc mà quản lý Diễm Phạm lúc nào cũng mong muốn được làm và được phục vụ cho các quý thầy. Cái việc thứ hai đó là Bút Hay Chay tiếp tục phát trực tiếp cách đây 2 giờ, hoan hỷ phục vụ cơm cho quý sư và quý thầy tại chùa. Và tất cả mọi người ủng hộ cho quản lý Diễm Phạm và cũng giúp cho quản lý Diễm Phạm rất nhiều trong cái công việc thưa quý vị. Thì ai cũng vậy thôi, mong muốn làm sao cuộc sống của mình sẽ có nhiều những cái điều tốt đẹp đến với mình, và chúng ta cũng mong những cái điều tốt đẹp nhất đến cho quản lý Diễm Phạm, để quản lý Diễm Phạm có thêm nhiều những cái động lực để mà phục vụ cho đời, phục vụ cho xã hội, cũng như là để giúp đỡ cho các con có thật nhiều những cái
sức khỏe để các con có thể đi phục vụ cho quý vị khán giả trong và ngoài nước. Và đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay Vượng Hạnh muốn truyền tải đến quý vị. Xin chúc cho quý vị có một ngày mới vui vẻ, luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Mọi người hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông cũng như để lại những lượt bình luận để chúng ta ủng hộ cho đàn gà con, cho quản lý Diễm Phạm, cho Mạnh Quỳnh nhé quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.